Xin chào quý vị và các bạn. Dò dỉ ở trên một số các cái diễn đàn đảo Pi ấy, thì có các anh em khoe rằng ở bên Trung Quốc họ cũng có hình thành một cái thị trường chợ đen, nghĩa là giao bán Pi không theo đúng cái luật của Picotin. Thì cái giá Pi chợ đen tại Trung Quốc được chia sẻ trên mạng nó rơi vào tầm là 5 nhân dân tệ một Pi. Đó, thì đây là một cái dòng twist ở trên mạng xã hội Twitter. Họ share cái thông tin như thế để tìm cái đối tác mua và bán, giao và nhận Pi tại Trung Quốc ở thị trường chợ đen. Thì với 5 nhân dân tệ theo cái tỷ giá bây giờ nó rơi loanh quanh vào tầm khoảng 3.400 Việt Nam đồng một nhân dân tệ, thì đâu đó 5 nhân dân tệ này nó mình cứ làm tròn là 3 nhân dân tệ, một nhân dân tệ đổi được 3.000 Việt Nam, thì với 5 nhân dân tệ thì các bạn sẽ có là 15.000 đổi được một pi tại Trung Quốc nhé. Thế nếu mà nhìn lại vào thị trường chợ đen tại Việt Nam thì giá pi tại Việt Nam bây giờ khá là rẻ, đấy, cái giá pi chợ đen khá rẻ, chỉ loanh quanh mua vào là 8.300 và bán ra là 8.500. Vậy các bạn hình dung rằng sẽ hình thành một cái mối liên hệ giữa thị trường chợ đen tại Việt Nam và Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì họ sẵn sàng trả với giá cao hơn tại Việt Nam đối với một pi. Như vậy những ai mà có một những cái nhóm đối tượng thân quen nào đó tại Trung Quốc mà có thể tiêu thụ được cái lượng pi tại thị trường chợ đen tại Việt Nam, thì với mỗi một pi thì người ta sẽ lãi được gần gấp đôi nếu mà bán tại thị trường Trung Quốc. Đó, ví dụ như bây giờ các bạn hình dung là ông nào mà bỏ 1 tỷ Việt Nam đồng ra đi gom hết pi của những anh em mà muốn bán lúa non, muốn bán những cái đồng pi tích lũy rất là cực nhọc trong cái thời gian vừa rồi tại Việt Nam, sau đó ông mang ra Trung Quốc ông ấy bán đấy, bằng một cách nào đó mang ra Trung Quốc bán, thì người ta cái đối tượng thu gom đấy sẽ nhận về được gần 2 tỷ đấy, cứ cho là 2 tỷ là tròn đi, các bạn thấy không? Đó thì là một cái mối làm ăn rất là béo bở và màu mỡ. Thế nhưng mà cái việc làm này có đáng lên án hay không thì theo mình nghĩ là đáng lên án, và nó vi phạm cả hai cái quy tắc, đó là vi phạm luật của dự án Pi Network và vi phạm luật pháp của Việt Nam. Đó, luật pháp Việt Nam không cho phép mua bán tiền điện tử nói chung cũng như là Bitcoin nói riêng. Chưa có thôi nhé, chứ bây giờ thì mình cũng không thể nói là cấm hoàn toàn, chưa cho phép thôi, chưa có chế tài xử lý. Cái thứ hai, cái quan trọng hơn là vi phạm chính sách của Picotin và làm phá vỡ cái cộng đồng Pi, bởi vì là ai đào Pi rồi cũng có cái tâm lý bán tống bán tháo như thế, thì sẽ làm thao túng thị trường, sẽ có những đối tượng thao túng thị trường. Đại gia thì nhiều lắm, bây giờ các bạn nghĩ như 1 tỷ 2 tỷ bỏ ra với mình thì là rất rất nhiều, nhưng mà với những cái đại gia, những cái cá voi cá mập ấy, họ bỏ hàng chục tỷ hàng trăm tỷ ra thì chuyện ấy bình thường, thì liệu rằng những cái con người đấy họ có thể là người đứng ra thu gom rồi gom hết tất cả pi làm thao túng giá trị của pi sau này không? Đó là cái điều nguy hiểm mà Picotin rất rất muốn ngăn chặn, và chính vì lý do đó Picotin sẽ làm mọi cách để ngăn cản được những cái việc mua bán pi trái phép như thế này. Qua cái câu chuyện này thì để thấy được rằng là các bạn thấy ở đâu đó ngoài kia sẽ có những người sẵn sàng trả bạn với một cái độ một một cái số lượng tiền cao hơn với những cái gì mà thị trường đang định đoạt với một pi tại thì tại thời điểm hiện nay. Thế do đó các bạn hình dung rằng đây là chưa mainnet, nhưng còn nếu mà mainnet rồi thì pi sẽ chắc chắn sẽ có giá hơn nhiều. Vì thế mình khuyên các bạn đừng lên bán rẻ những cái đồng pi mà các bạn đã cực nhọc claim đào trong trong suốt cái thời gian dài vừa qua. Các bạn cứ để bình tĩnh, chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội để có thể thu được nhiều cái giá trị hơn nữa về cho bản thân mình từ cái đồng Bitcoin mà các bạn đang sở hữu trong ví. Đó các bạn nhé, đấy là lời khuyên chân thật của mình. Thì đáng lên án những cái hành vi mua bán như thế này, không chỉ ở Việt Nam, Trung Quốc mà bất kỳ đâu trên thế giới này đang đi ngược lại với những cái gì mà Picotin đang xây dựng. Đó, nên là chúng ta hết sức tránh và đừng cổ vũ những cái việc làm như thế này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh InvestTV.